Rồi có cơ động cũng rời chốt rồi. Hiện tại thì quý bà con cũng đã thấy là ở trước mắt của quý bà con là hình ảnh của người dân, của Phật tử đang đứng đợi rất là nhiều. Thưa quý bà con, đang đứng đợi rất là nhiều hình ảnh của sư Minh Tuệ xuất hiện. Thì hồi nãy giờ đó, để có xe của lực lượng của mình xuống dưới đây nữa thì rất có thể là sư sẽ xuất hiện ở quý bà con đó. Nên là quý bà con cũng biết, có nhiều người đã khuyên là quý bà con cũng không nhất thiết là phải gặp sư đâu, nhưng mà gặp sư thì chỉ cần đảnh lễ từ xa là được rồi, không có cần thiết là mỗi lần mà sư xuất hiện thì phải chạy gần tới sư rồi để đảnh lễ sư. Đó là một cái điều cũng không có hay, cũng không có nên quý bà con. Thì bây giờ cái khu vực này đã bắt đầu đông hơn nhiều rồi. Khu vực này đã bắt đầu đông hơn nhiều rồi. Không biết là thầy có xuất hiện hay không, nhưng mà đã có thêm một cái xe của lực lượng cơ quan chức năng để xuống dưới đây để hỗ trợ thêm cái chốt ở dưới đây. Và chốt ở dưới đây là mọi người vẫn đang trực một cách bình thường nhất và chưa có cái dấu hiệu gì của việc nghỉ ngơi, nên là thầy vẫn đang ở trên đường khắc thực ở trên làng ở quý bà con. Bà con thì giờ hết rồi, bà con coi bộ cũng muốn bỏ cuộc rồi. Hồi này em biết dịp sống niêu không? Đây nè Quang mới đi nhậu. Quang mới đi nhậu luôn. Vô tình là anh nhậu gần nhà em, vô tình đi qua thấy tấp vô luôn. Đây sẽ bỏ cốc sư thầy trên Gia Lai về đây em biết. Hôm qua có những cái thông tin là thầy có thể rời đi hoặc là ẩn sâu vào hơn ở bên trong núi, anh nghe mấy thông tin đó không? Thông tin thì nghe nhiều nhưng mà mấy thông tin đâu có rõ ràng đâu. Dạ đúng rồi. Nên mình không có nói trong cái clip làm gì. Dạ. Em không biết luôn, mình ở đây còn không rõ thông tin mà ở trên mạng tràn lan. Theo giờ đó mà dạ. Muốn biết là hỏi bà con ở đây các dạ. Bạn nè. Cứ mỗi sáng sớm thôi thấy bà con đi ra là cứ hỏi thăm thông tin, nhất là hỏi mấy đứa nhỏ đó. Đúng. Bữa hỏi mấy đứa nhỏ trả lời rõ ràng lắm. Và bữa giờ là anh có hay nói chuyện với người dân ở trong làng không anh? Không, tại vì cũng không muốn hỏi nhiều, họ cũng ngại lên sóng nhiều khi ảnh hưởng đến họ. Như ngày hôm qua có một quý bà con ở trong làng đi, ở trong làng xong rồi đi ra ngoài là nói mới vừa gặp sư Minh Tuệ ở trong làng, sư đẹp lắm. Chắc là hôm qua cũng có anh. Có nhiều người nói sư trẻ như tuổi 20 nữa. Thì sắc mặt hồng hào, sức khỏe tốt là điều mà bà con ở đây rất là quan tâm. Và chỉ được cần biết nhiêu đó thôi là bà con cũng đã yên tâm ra về rồi. Tại vì nếu mà không thắc thấy thầy á, là nhiều cái thông tin đồn thổi lên rồi theo dệt lên, tích cực cũng có mà tiêu cực cũng nhiều. Đây quý bà con từ bên nghĩa trang cũng di chuyển về đây. Đó, mọi người cũng vừa nói là ở trên cái nghĩa trang cao đài ở trên kia á, không biết là có thông tin gì từ ở bên trong không, nhưng mà lại những cái quý bà con như cô Phật tử nè cũng để đi xuống ở dưới khu vực ở dưới này rất là lạ, không biết rồi. Nói chung là mọi người ai mà có thông tin họ không có nói ra đâu quý bà con, nên là mình cứ chờ đợi thôi, có thêm được cái thông tin gì không. Chào anh. Đây cũng là những cái người dân đang ở khu vực này. Anh ở đây luôn đúng không anh? Ở dưới Thuận Thủy á. Dạ, còn là cũng gần đây đó, cũng rất là nhiều quý bà con ở gần đây cũng nén lại để chờ cái hình ảnh của sư xuất hiện đó. Nhìn cái áo mặc là biết rồi. Đây rồi có mấy cái cô Phật tử tu tại gia cũng đã có vẻ như cũng đã sắp về rồi, nên là đứng ở trước cái nơi mà sư tu tập á,
nè, đường mình sẽ có thể khắc thật á. Bây giờ đang đứng chắp tay, chắp tay đảnh lễ để cầu mong, để cầu mong những cái, để cầu mong cầu xin những cái điều gì đó mà người thường như con không có hiểu được đâu. Đó, nhưng mà rất là thành tâm thưa quý bà con, một cái hình ảnh rất là đẹp. Đó là những cái đó, không biết là thầy có đi đường này không mà sao là mọi người lại xuống ở dưới đây rất là đông như thế này, và đang đứng xếp hàng ở trên vỉa hè nè, hàng ở bên vỉa hè đó, thì có hai cô Phật tử này rất là lớn, là ba cô thì đang đứng và hướng về cái góc, cái nơi mà sư Minh Tuệ đang ẩn tu, cũng như là thời gian này là sư vẫn còn đang khất thực đi vòng quanh cái ngôi làng ở trước mặt đó. Thì có bà cô Phật tử vẫn đứng chắp tay đảnh lễ trước giờ đó. Đây cũng là một cái hành động rất là đẹp nha. Có vẻ như đây là những quý Phật tử ở xa tới, quý Phật tử ở xa tới nên là có thể là sau ngày hôm nay là không có còn ở Nha Trang nữa, nên là bây giờ này cũng đứng đảnh lễ để thể hiện cái lòng thành kính, cái sự tôn trọng của dành cho sư Minh Tuệ, cũng như là cái sự kính mến trong cái việc mà tu tập Phật pháp. Mấy cô đứng rất là lâu, tới bây giờ cũng vẫn còn đứng. Xung quanh mọi người thấy toàn là người với người thôi. Nhớ là gặp Gia Lai không? Hai cô bị chịu hút đó. Ai? Không biết là con Phật tử rồi bạn Hùng đứng ở dưới đây. Ủa, hồi nãy ai chở cô xuống vậy cô? Cô tự cô chạy xuống. Đi bộ xuống luôn hả? Đi chân không luôn. Chạy xe, kêu chạy xe. Thầy nghe nước thầy dưới này là nó trên đó chạy xuống. Người nào cũng xuống đi hết. Dạ. Đi hết luôn nào. Tập trung ở dưới đây hết. Giờ trên kia thì ít rồi á. Hồi sáng thì mình lên nó nhiều. Giờ thì xuống không á. Hai con đường mà. Ở đây thì cơ hội cao hơn bên kia không? Dạ. Sáng đông lắm, sáng này bên đông như này. Xong rồi nói thầy đi ở đâu này. Thương dễ sợ, thương mấy cô ghê luôn. Thì con thấy không? Con thấy mấy cô mà con khóc luôn á. Tự nhiên chạy đi đêm đi hôm rồi. Đi là đi lúc 4 rưỡi là phải đi sớm đâu, đi trễ đâu. Rồi tới vui à. Các cô Phật tử đây thì cuối cùng cũng đã đảnh lễ xong rồi. Và hiện tại bây giờ đang là 6 giờ 43 phút thưa quý bà con. 6 giờ 44 phút rồi. Thì nắng đã lên trên tới đỉnh núi rồi, thì giờ này có lẽ là thêm một ngày nữa chúng ta sẽ thất vọng nếu như ai mà muốn khao khát gặp sư Minh Tuệ, hoặc là muốn thấy hình ảnh sư Minh Tuệ, thì ngày hôm nay sẽ là để là một cái ngày thất vọng. Nhưng mà ai mà yêu mến thầy, chỉ cần dõi theo cái nơi mà thầy tu tập như thế nào và tình hình nơi thầy tu tập như thế nào, thì những người đó sẽ cảm thấy an lòng, và mọi thứ ở đây vẫn rất là tuyệt vời, từ cơ quan chức năng cho tới người dân. Người dân thì đứng hai bên đường, đứng xếp hàng như vậy không biết là con đó, còn hoặc là đứng ở bên trong, đứng ở bên trong như thế này thôi đó. Còn cơ quan chức năng thì túc trực ngày đêm với công việc của mình, làm tốt cái công việc của mình, làm rất là tốt cái công việc của mình, gọi là làm cực kỳ tốt công việc của mình á, không có để xảy ra bất cứ cái chuyện gì mà gọi là
mất kiểm soát á, những cái chuyện gì chuẩn bị xảy ra là cơ quan chức năng tới là ngăn chặn, là có những cái biện pháp là nhắc nhở hoặc là răn đe, nên là mọi thứ hiện tại ở đây vẫn rất là tuyệt vời. Theo tình hình như thế này mà cứ tiếp tục diễn ra thì con chắc chắn rằng sư Minh Tuệ sẽ xuất hiện khắc thật thôi, và rất có thể nha, thầy sẽ xuất hiện ở dưới cái con đường này cũng có thể. Nếu như thầy thật sự mà muốn xuất hiện ra đường lớn á, gặp mọi người công khai á, thì rất có thể thầy sẽ xuất hiện ở trên con đường này đó. Còn nếu như thầy mà muốn vẫn muốn là đi vào ra đường lớn nhưng mà ít người thấy thầy á, thì thầy sẽ đi cái con đường mà cái clip vào lúc 4 giờ sáng con đã gửi cho quý bà con ở trên kênh, một con đường ở một cái nghĩa địa ở đầu cái núi ở phía bên kia đó, cái con đường ở đầu cái núi. Đây là một cái dãy núi nè quý bà con, đây là một cái dãy núi rất là dài đó, và cái con đường đó nó nằm ở cuối cái dãy núi đó, là chỗ hồi sáng con có đứng hồi sáng. Rồi thấy cơ quan chức năng ở cổng này chỉ còn có 3 người 4 người vậy đó thôi, thì có nghĩa là thầy cũng đã khất thực xong rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý bà con. Hãy đăng ký kênh để khi mà con có những cái thông tin hay là con up những cái clip thì quý bà con sẽ là những người mà xem sớm nhất ở trên kênh. Cảm ơn quý bà con rất nhiều.